Kiền liên bồ tát
Phật nói kinh Vô Lan Bồ Tát, ta từng nghe lời tạc như vậy. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xa về thành Kỳ Thủ Viên Trung, mà một liền mới đặng lục thông. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vì tiên, bèn dùng quê nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy dòng màu xanh làm ngã quỷ, không một liền thấy vậy bi ai à, biết mẹ đôi khác ai ngoại tình thâm à, lo phẩm vật đem dân từ màu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu à, thấy cơm mẹ rất lo sàn tiền căn chưa dứt. Sợ chúng ma cướp vật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đã quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thế thầm, mụn kiện liên bi cảm xót thương à, mau mau về đến giảng đường à, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội à, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lưng một mình không thể ai cầu đặng đâu à, lòng hiếu thảo của ông giàu lớn à, tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên. Cùng là các bẩn thần kỳ à, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương à, cộng ba cõi sau phương tu tập, cùng không phương cứu tế mẹ người à, muốn cho cứu đặng mạng người à, phải nhờ thần lực của mười phương thân. Pha cứu tế ta toàn dạng nói à, cho mọi người thoát khỏi ách nàng à, bèn kêu mụn thị đến gần à, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày tự tư à, mười phương tăng điệu dự lễ này à, phải toan sắm sửa chớ chạy à, đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm niệm lót à, cùng tháo bồn đèn đuốc nhang dầu à, món ăn tinh sạch bao màu à, đựng trong bình bát vọng cầu.